Dạ, câu hỏi tiếp theo chúng con xin chuyển đến máy bác định nghi, và sau máy bác định nghi là máy của Nguyễn Thủy Dung chuẩn bị ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào lão cư sĩ Hiệu Âm. Kính xin thầy cho con hỏi. Con có nghe một chia sẻ rằng Đại lão Hòa thượng Tịnh Không dạy, người tu niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc có thể ăn thịt nhưng tuyệt đối bỏ ngũ tân. Còn người tu phước thì có thể ăn ngũ tân nhưng đừng ăn thịt. Trong khi đó, Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng những người ăn ngũ tân dù biết giảng giải 12 bộ kinh nhưng mười phương thiên tiên đều chê mùi hôi thối mà ấy mà tránh xa. Các loài ngạ quỷ thừa lúc đang ăn ngũ tân liếm môi của họ, người ấy thường ở chung với quỷ, phước đức càng tiêu mòn, chẳng được lợi ích. Vậy kính xin lão cư sĩ giảng dạy thêm cho hàng phàm phu ngu dốt chúng con hiểu rõ hơn ạ. Con xin thành kính tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Có lẽ rằng hơi câu nói này nó hơi 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 sụt rịch một chút. Hòa thượng Tịnh Không dạy rằng tu hành cần phải chay thanh tịnh, trai chay thanh tịnh mới tốt. Ăn thịt không tốt. Ngài khuyến tống ăn chay, Ngài không bắt buộc phải ăn chay, nhưng mà Ngài luôn luôn khuyến tống ăn chay làm lành. Người niệm Phật nên cố gắng ăn chay làm lành để tạo phước. Còn nói rằng là người nói, Ngài nói là người niệm Phật không ăn ngũ tân, còn người tu phước thì nên ăn ngũ tân, thì câu này hơi có thể trở ngại. Mà Ngài có nói như vậy, người ăn thịt nhiều hàng ngày đều có người cúng ứng thịt ăn là người có phước. Vì có phước như vậy cho nên họ có nhiều tiền bạc, họ mua thịt mua cá, họ ăn đầy đủ, cuộc sống họ nó sung sướng lắm. Còn người không có phước thì tiền đâu mà mua thịt mà ăn. Nhưng một lần ăn thịt là những lần mà người ta phá phước. Người mà ăn ngũ tân thì thường thường là bị chư hộ pháp bỏ rơi, chứ không phải ăn ngũ tân tạo phước. Hoàn toàn Ngài không có nói như vậy đâu. Ăn thịt sát hại chúng sanh là tổn phước, là tổn phước vô cùng. Người mà thế gian chư vị cứ để coi, những người mà tỷ phú thế gian, một tuần người ta làm một bữa tiệc, trong bữa tiệc có thể có không biết bao nhiêu chúng sanh bị sát hại. Trên bàn tiệc của họ thịt cá ê chề, tại vì người ta có phước mang như vậy. Nhưng có phước không tu tạo nghiệp, sau cùng rồi họ vì cái tạo nghiệp của họ mà họ thọ nặng vô cùng đớn đau. Đó gọi là tam thế oán, chứ vị thấy rõ ràng. Chính vì thế mà Hòa thượng Tịnh Không có nói, nếu những người ăn thịt là một cái điểm yếu của người tu hành, nhưng mà cái tội nghiệp này không nặng bằng ăn ngũ tân. Tại sao như vậy? Ngài nói những người mà không ăn chay được thì có thể ăn tam tịnh nhục. Đây là cách khai giới của các ngài. Tam tịnh nhục là những thứ gì nè? Là những món thịt mà người ta bán đầy ngoài shop, người ta làm sẵn rồi để trong tủ lạnh bán từ ngày này qua ngày khác. Chúng ta ăn cái gì ăn chay ở ngoài shop vẫn bán những món thịt đó, những món ngấm, những món cá, những món khô chúng sanh đã làm rồi.
những con vật lúc chết ta không thấy nó chết, ta không nghe tiếng nó kêu lúc nó chết, và không phải là vì chính ta chỉ định làm cho con vật đó chết, thì những món đó gọi là món tam tình dục. Các ngài nói là những người ăn chay không được có thể ăn tam tình dục, và ngài khuyên là lúc nào luôn luôn cùng thành tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Người mà thành tâm trí thức niệm A Di Đà Phật thì tự nhiên chủng tử A Di Đà Phật thì tiêm nhiễm vào tâm, nó sẽ xua đuổi những cái tâm ác tâm loạn ra ngoài, và cái tâm thiện lành càng ngày càng thấm vào tâm. Tự nhiên một ngày nào đó cái tâm từ bi của họ sẽ nở ra trọn vẹn, lúc đó người ta gấp miếng thịt lên, tự nhiên người ta rưng rưng nước mắt. Người ta nghĩ tại sao mình lại dùng cái thịt chúng sanh để mà nuôi cái thân thịt của mình, trong khi mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là mình không còn tới cái thân thịt này nữa. Tại sao mình lại dùng thân thịt của chúng sanh mà nuôi cái thân thịt của mình để tạo thêm nghiệp? Cho nên ngài chủ trương là khuyên người niệm Phật, chứ không mạnh dạn khuyên người ăn chay. Đây là cái thủ đoạn, là cái nghệ thuật độ sanh của các ngài. Ngài cứ khuyên người ta niệm Phật đi, niệm Phật đến một giai đoạn nào đó khi cái tâm họ mở ra, tự nhiên họ ăn chay hết. Ví dụ như giữa ông này, hồi trước giữa ông ăn mặn, nhưng khi niệm Phật rồi thì tự nhiên không cách nào có thể cầm được miếng thịt của một chúng sanh lên mà bỏ trong miệng được. Lúc đó mình không nỡ nào mà ăn cái miếng thịt của chúng sanh. Vì sao? Vì câu A Di Đà Phật đã nhập vào tâm mình, nó xua đi những cái ác tâm ác đạo đi, mà cái tâm từ bi của mình nó nở ra. Cho nên ngài nói là có thể ăn tam tịnh nhục để mà chờ ngày mình ăn chay. Còn ăn ngũ tông, đúng như chị Hồng nói, trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói rõ ràng, những người nào mà muốn được Lăng Nghiêm đại định thì tuyệt đối phải cấm kỵ các chất ngũ tông, hành tội hệ nén gì đó. Người mà còn ăn cái thứ ngũ tông này, dẫu cho người đó thông minh trí huệ tới đâu, giảng kinh thuyết đạo lầu thông, ba tạng kinh điển lầu thông, 12 phần giáo đều nguyên cứu kỹ càng, thì chư thiên thần hộ pháp, chư thiên nhân trên 10 phương pháp giới đều trốn xa, không bao giờ tiếp cận. Và các vị đó cho rằng là người này là kẻ hôi thối. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói rõ ràng. Và những người đó khi ngủ, thường thường các loài quỷ đối ma sóc tiếp cận, họ liếm môi liếm mép, họ hướng các cái hơi của mình, vô tình âm khí của người đó nặng vô cùng, và cái phước báo của người đó càng ngày càng tàn rụi đi. Và người đó mà nói vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì ngài Tịnh Công nói ăn ngũ tông khó được vãng sanh, không thể hộ niệm được. Cho nên mong cho chư vị nghe những lời này phải cố gắng tuyệt đi cái chất ngũ tông, hành tội tuyệt đối đừng dùng, liền đi chư vị. Một thời gian chư vị sẽ nghe cái mùi đó chịu không nổi, nghĩa là cái thanh tâm thanh tịnh trong tâm của chư vị đã ứng hiện ra. Khi tâm thanh tịnh thì không thể nào tiếp cận được cái mùi xuôi, và để chúng ta được chư hộ pháp gia trì bảo vệ cho. Cho nên mong chư vị hiểu cho là ngài Tịnh Không không phải nói là người tu phước thì nên ăn ngũ tông, không phải như vậy đâu. A Di Đà Phật. Là chúng con vô cùng là hoan hỷ cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã giảng bày cho chúng con, chỉ bày cho chúng con rất là tỉ mỉ cụ thể, nhờ đây mà chúng con tránh đi được những cái sơ suất của mình. Kính xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.